rồi 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 bắn này bắn này. Này này này. Xe đó nó bắn luôn rồi đó. Ủa wow, rồi thôi xong rồi đấy. Trận này top 3 FF không? Ui dồi ôi nổi lửa lên hả? Nổi lửa lên à? Nổi lửa lên lắp luôn giáp chết thôi. Chúng ta em dưới 100 là ok. Đấm em dưới auto luôn à? Kéo đấm thì không biết là có gặp được không ấy. Chưa chắc là mình đã mặn hơn đâu. Nên xui nhá. Từ từ ghi top 1 ra là 1072 đúng không? Top vừa đã. Top 1 lại được 42 điểm ta. Vẫn nhiều nhỉ. Lắp thét luôn chứ lắp cái gì. Mình thấy lắp cái ấn gì thế nó cũng lủng. Mình thấy chơi ấn gì nó cũng lủng lủng quá. Giờ cái lõi đó. Giờ xong cái lõi là muốn làm gì làm. Tiếp hỏa áp. Áp con cộng hỏa. Còn áp hai con Lilia hai con. Liên hoàn khu bốc cung mà còn lắp ấn hỏa lụt lắm. Giáp chết người chơi hệ đa dạng. Ồ hợp lý nhờ. Ủa ấn cũng chả có búa đâu, không có đâu. Đồ này à, pháo không? Đồ tặng tác pháo nhờ. Đồ này giống pháo lắm này, pháo có gấp chết cũng ngon nha. Quét sạch bằng điểm, thôi đánh quét sạch bằng điểm mạo hiểm lắm. Nhất là cái map gấp chết nó đấm đau lắm em. Cái này thì đầu game dev ngon lấy cái đại bác. Và rất vọng âm á. Vọng âm vô cực à. Vọng âm vô cực đi cho JC vọng âm. Quên không lắp giáp chết nhỉ. Lắp luôn đi. Ôi ôi vọng âm nhảy đam nhỉ. Được thế nhờ. Vọng âm mà yếu quá. Nào kêu Varus vọng âm yếu đấy. Nào kêu Varus vọng âm yếu vậy. Thực sự là biết chơi không vậy. Đời yếu. Varus vọng âm yếu quá. Không hề nha. Đồ như này thì đồ game lắp như này thôi chứ. Được một vàng kìa, nó chết được một vàng kìa. Đó. Và rất vọng âm mà yếu. Galio này, Zoe này. Luôn này. Nhưng mà bắt mấy con này tốn tiền quá nhở. Bắt mấy con này lúc đầu tốn tiền quá. Không bắt Heka đâu, từ từ bắt. Tốn tiền quá.
Rồi. Chốt ma thuật lấy thuốc phép luôn liều vậy. Cái ma thuật hơi liều. Cái kiếm ba đồng nhanh mồm luôn à, được đó thế nhở, ngoan đấy, kiếm ba đồng nhanh mồm. Tướng một vàng có thể biến hóa thành tướng hai vàng, làm con dâu y này lên con hai vàng hay sao không? Lỗ quá nhỏ thôi, mất khung đét đây mà. Khung đang đẹp vì vì hai vàng mất khung dở người á, dở người lắm, nhưng mất cái khung đẹp luôn, mua mất khung rồi nó biến con dây si thì sao, con dây si đang cầm đồ này ngon, dây si đang to lắm, nó cầm vào âm cái liễu ngon, mất khung, cái khung đang đẹp đó đó. Ui con nó nảy kìa, bây giờ là Ezreal thêm vô đây là có pháo đúng không? Đánh ngọt bộ luôn, bộ báo luôn, ghê. Chính cái vọng âm này ở đấy. Không, này này chuột à, con chuột nhất này, ui rồi tí chua sợ đấy, 1 2 3 4 2 3 1. Cái đó một game bắn một cái á thì Sojin nữa là được rồi mà, Sojin nữa là ok rồi. Rio cho dưới đây nhỉ. Anh từ từ bắt đi ha. Xem đi. Có xem lại. Tượng nữa đúng không? Ảnh với thú tượng hợp lý. Ai phấn đảo không? Phấn đảo đúng không? Chỉ có học giả chứ phấn đảo giả ma thuật luôn. Ghê. Ôi nhìn ông này ghê thật, chắc thua quá. Ông này kinh thế, chắc thua mà là chắc chắn thua. Thôi cháy 5 round được là vui rồi, nhà bạn rồi. Mưa vàng đi, vàng này cần tiền đấy. Này 28, tao lấy mưa vàng đi. Lấy cái FP rồi. Cần nhiều tiền đấy. Bốn thông đạo đổi sang con Ezreal được rồi nhỉ. Bắt luôn đi anh em ơi.
Để con này lại kiếm làm cái ma thuật nhé. Dây si biển nó bay lên dễ chết lắm. Giờ con hoay nữa lên cấp cho vô cũng được. Có hai Galio đi, tăng ngon hơn. Hai phá nó được rồi. Thujin này, thú tượng nữa đúng không? Không giữ trích nổi đâu, khó giữ trích lắm. Trời ơi, má Varus mà tí nhìn 8 căn trường là thấy ngấy rồi đấy anh em ạ. Varus mà tí nhìn thấy quả 8 căn trường con Lilia này là thấy ngấy. À mà thôi, mình cũng cần top 3 chứ mày. Mình có cần top 1 đâu. Em từ từ đã, chủ kèo đó là có Zuzi không nhỉ? Chủ kèo có Zuzi cho quả vắn trước không nhỉ? Chết top 1 nó này top 3 được không nhỉ? Không được à? Không được thì chuẩn bị đánh cút tầm rồi. Cút tầm không biết có tính không? Không thì lưu lại, bảo lưu lại ngày mai làm nốt trận cuối à? Nhìn con Lilia ấy thế. Căn trường hai ấn đi. Hai ấn. Lilia 3. Cái ấn này ông tính lắp cái ấn gì vậy? Tính lắp giáp chét à? Ui người, ui dồi ôi, giáp chét người chơi hệ đa dạng. Nó chỉ cần này, nó cái ẩn chính là ông này bú. Ôi, chỉ cần ra cái ẩn chính là bú rồi. Hình như ông này được rồi này, 7 hệ rồi này. À, chưa à? Ẩn chính là bú luôn đấy. Cung ánh sáng. Này này, ông ơi ơi, vọng âm. Vọng âm lưu đầm. Để ông lưu chắc ghét đéo lắm sao ấy. Tự nhiên vọng âm lưu đầm. Chiếc chơi với ông lưu lúc nào cũng vậy. Nên lưu đầm đi. Chôn hai nhà mất ba nữa rồi. Con Chitana này. Loại cuối chắc nếu mà được ấy, thì có cái nâng cấp tuyệt phẩm úp cái này lên vô cực ánh sáng thì nó mắt bình nhờ. Vô cực ánh sáng đấy anh em. Vô cực thường sợ nó không rít ấy. Không rít là nó hơi đần. Người chơi đa dạng này. Đa dạng này. Người chơi đa dạng chưa phải chưa. Sen, hoa sen phải hoa sen kim cương nha. Hoa sen kim cương mới ngon, hoa sen vàng cùi lắm. Hoa sen không hợp cho pháo lắm. Ma thuật. Tôi bảo mà ma thuật yếu lắm. Ma thuật dễ cúp lắm. Đấy, xã hội luôn mà. Ma thuật này yếu điên. Chấm 2 ở rôn nhỉ, tại vì tình hình cũng không có ai chụp bài. Hôm nay được mà về này. Đa dạng rồi này. Ấn gì đây? May quá không có ẩn chính nên em ơi. May là ông này không có ẩn chính, có ẩn chính là bắt ghê lắm. Có cái ẩn chính là quỷ luôn.
hai cái vẫn chín. Ừ, nhà đi có 2 đứa. Thế chỉ chủ tội không ngon bằng giáp máu hoặc là ấy đâu, hoặc là lời thề hộ vệ đó. Từ từ này, tức là mình cũng cần đốt máu ấy. Không có cung đốt máu thì tí làm giáp lửa. Chính thì ấn quỷ mà nhiều ấn còn thêm gấp chép nó cũng tính là hai ấn mà quỷ chứ sao, đốt một đống phất đại sát thương thì nó chả quỷ. 8 tỷ phất đại sát thương vào một đúng quỷ luôn. Con gì ra đây, ấn gì đây, ấn gì đây, là ấn gì đây? Tốt. Không phá được. Nghèo quá nhỉ. Nghèo mà dám lấy cái này. Cái liều. À, gặp can trường cám thế. Đừng sợ. Morgana làm gì ta? Để làm gì? Trời ơi, Lilia bùa tăng hóa. Đi chiến tự lực á. Lilia gì đấy? Lilia gì đấy? Nhà top 1 rồi. Có mùa thăng hoa, có Diana luôn là top 1 rồi đó. Ừ rồi rồi này, nó Varus nữa là bú. Cần Varus nữa là bú. Varus tăng Ken là bú. Rồi con Varus nó đi du lịch ở đâu rồi? Đi du lịch hơi xa ấy. Và rất đi du lịch hơi xa nha. Ôi ôi ông này, ôi ôi ông này 4.000 đam phép. Vẫn một. Về thế nhở. Bùm chặt cả lạc cả. Được của nó chưa? Rất được của nó. Được liền, khoái liền. Thế ra. Bum chắc. Rồi, là, chắc là làm cái giáp lửa cho con sen nhé. Xe giáp lửa, lượm xe rác về. Tí ấp cấp cho xe rác vô cầm trượng chủng gì đấy, phụ đam là hợp lý. Không, tính năm mình đôn len đấy chứ các bạn. Đôn... Rôn không ra gì luôn á. Thế nào rôn toàn được mấy con lét két kiểu lẹt đẹt ấy. Tam Ken cũng chả ra luôn. Rôn xui thật. Rôn như lề. Rôn đúng chán luôn. Các thường chuẩn cũng chả chết lại nhà can trường. Nhà can trường top 1 rồi. Can trường giống top 1 lắm. Can trường quỷ 8 can trường. Tí con đai nào nó lên 2 nó đổi đồ qua nó thì sao chơi. Nên nhà chạy căn trường cũng hơi liều. Yeah.
Boom chakalaka. Ây da, không kịp gồng. Ây da, thắng rồi. Ây da, cố chưa. Thua luôn mà. Cài thất à. Phát thất 2 là thắng rồi. Phát thất cứ 1 thôi. Dỗi ghê. Ừ, nhìn có khói rồi. Có khói luôn tiếp. Cái ông này này. Chờ cái ông này, chắc ông này bị đấm tới nơi rồi đấy. Hoàn Varus không có ấn pháo thủ. À, vẫn ấn ba rớt à? Để ông có những cái gì vậy? Ông có một ấn liên hoàn, hai ấn liên hoàn. Liên hoàn đâu có comeback được đâu, đánh liên hoàn chi? Yếu xỉu. Va rớt 1 mà anh em còn kêu yếu cái gì nữa? Va rớt 1, tăng ken 1 như này anh em còn chê. Chê gì luôn. Chê này, một bắn clear. Cứ chê thôi. Một bắn một nửa đang phép mở cái này. Cứ chê thôi. Cứ sẽ điên đấy. Đấy, đó, đó. Cái ông người chê hệ đa dạng này cúc vào này. Đưa Varus đây. Đây là Varus 1 đấy nha. Chưa phải Varus 2 đâu. Mình luôn xui thì chịu. Thực sự là ván này luôn xui á. Luôn có đẹp cái gì đâu. Đấm tiền lên ở level 8, xả tóc chút tiền level 8. Đúng cái 2 nó cũng đỡ đỡ. Thế thì thôi. 2 nó mới mạnh được, từ từ. Nó chuẩn top 3 đúng không? Cái top 3 này, cái lobby này không ấy. Với cái lobby này không đây nè. Chuyện gì khổng lồ quá. Sojin thì ngố nè. Cùng đao Sojin thì ngố. Cùng đao cho rồng, Sojin cho Ezreal, tí Sojin cho Seth cũng được. Không cần gì nhiều nữa. Ok, đẹp, hay quá. Nhà kia cúc phát đôi phát ra luôn. Cùng đao rồng, Sojin Ezreal, tí đổi Sojin cho Seth cầm nhỉ. Được. Nữa gặp ông này không biết chơi sao luôn ấy. Trường hiệu đam đâu là chơi với ổng đấy, có 600 âm này như cung này, ổng thăng hoa lên sau chơi. Ô chơi được à, chơi được à, được hay thế nhở, được kìa. Được à. Ý em dứa tóc cúc rồi kìa. Không mua bùa này đâu, tốn tiền lắm. Ý lên cấp tự rung. Ê, thế được à? Ê, top 3 FF được không? Ê, hay là từ từ nhỉ? Nếu mà không tính thì ván này phải top 1. Thôi cứ đánh hết mình đi nhỉ? Why? Mình luôn rồi. Đấm được ông ta? Đấm được thì cộng tiền đấy các bạn. Đấm được là cộng tiền đấy. Đấm nổi không? Ờ không sao rồi, con này nó xuống nó đốt, không đấm nổi rồi. Không đấm nổi rồi, biến lớn đấy em ơi. Bùa biến, không có bùa biến lớn là đấm được rồi đó. Người ta có bùa. Cái bùa biến lớn đấy. Cái bùa random ấy biến lớn cả team luôn mà, biến lớn 5 con luôn mà. 4 con thế nhở. Tí nữa là bún kèo rồi. Bùa biến lớn đấy, lắp đồ giáp không à. Lắp đồ giáp như vậy nhiều tí gặp bài AP là đi. Đừng chủ quan tăng, không phải là mình không roll tăng, mà là không có đôi thì đừng có roll. Không có đôi đừng roll nên em ơi, tăng ken nhiều người cầm quá rồi. Ê, một nhà tăng ken cúc vào này. Ken cúc dưới này rồi. Ồ hố. Mà thôi, có đôi roll chứ chả. Cấp thêm Serac ngon hơn chứ. Biết là tăng đang yếu, mà cứ roll đi. Mình cũng target top 3 thôi mà. Target top 3. Không phải target top 1. Cái top 3 bú kèo ông ta dứa đi không? Em dứa bị ai đấm đi không? Ủa nhà này yếu.
chứ có bị ai đấm đi không? Người ta thích ulti sớm mà này. Ulti sớm hết giảm đam rồi, rồi 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 bắn này, bắn này. Này 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 này. Nó hay. Ôi và rất kìa, nó bắn cái này kìa. Học vấn nâng cao đồng hồ cát, không có đồng hồ cát là siêu. Rồi, em hứa rồi, em hứa đi rồi. 100, 100 của Gray, 100. 100k. 100k. La 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 la. La. Rồng 2, rồng rồng 2. Rồng rồng 2. Cho đồng quyền năng luôn nhỉ. Cái 100 luôn đấy, 150 nhiều lắm. Top 3. Bây giờ top 3 có được 2 củ không ta? Và top 3 thì có được 2 củ không nhỉ? 29 máu. 29 máu. Mất 6 máu còn 21, 29 máu tầm này cũng hay mạnh nhỉ. Từ nhá, để mình xem cái round sau thắng hay thua nhá. Gặp ai? Gặp nhà này 29 máu. Ui giời, gờ quen 1 à. Lại thua. Thua à? Để tí lên cấp rồi. Lại tôi thua đúng không? Sao mà thua được? 29 và lại 25 thì cũng là hai mạnh thôi mà quên nhầm. Bị trừ 4 máu thì phải bị trừ 6 máu nhầm. Ủa mà tính sao cũng đâu ra được 21 đâu ta. Còn ten. Thua nhà này được. Hắn đi hết rồi. Trời đi hết luôn. 6.700 đam vật lý, 7.200 đam phép. Ê top 3 rồi này, FF có được 2 củ không nhờ? Top 3 bây giờ FF có được 2 củ không ta? Đức bạn. Hai đứa. Đâu rồi? Có được tính không ta? Thôi em ép cái gì, mình còn cái kèo 7 củ thôi mọi người. Ui vọng ông nó nảy nữa kìa. Chưa. Ui ôi vọng ông nó nảy kìa. Đã chưa. Bịp gì, người ta kèo uy tín cứ bịp gì. Kèo có toàn người uy tín mà bịp đâu mà bịp. Rất vọng Luden. Ma giáo chứ, đấy mấy ông cứ kêu Varus vọng âm. Yếu đâu. Là yếu dữ chưa. Là đúng mà. Là cái giấy của Varus nó bắn cho phát đi hết. Mình lên cấp mình xài 2 Varus còn được đó nha mọi người. Thay vì xài Serac. Trang bị tạo phát. Con này có đồng hồ cát thì nó ngon. Cái đồng hồ cát siêu ngon luôn ấy. À, nó xét không? Nó xét được cái vọng âm đó này. Cũng ngon lắm rồi. Tiệt đi ha. Không lên được con tâm Ken luôn đó mọi người. Ken luôn. Làm như mình mấy ông có đồng hồ cát vậy đấy. Tôi cũng có đồng hồ cát vậy. Mình không có đồng hồ cát. Rồng của tôi cũng có đồng hồ cát này. Ủa, tin nhắn ngon. Khó nhỉ. Có đứt 3 chắc hơi khó nhỉ. Tiền đâu mà lên. Game cũng sắp nghèn. Không lên được con nào. Bực cả mình. Cái đắc 2 đổi đồ qua nhé. Ken vẫn còn một. Bum, nãy đi hết. Đam phép nhiều hơn đam vật lý luôn mà.
Rồi. Ấn kích hoạt tập hệ tạm thời trong vòng một vòng đấu. Có tiền vừa tròn. Thêm đam. Bốn trời ơi, hai ông trùng bài nhau đều right thì ông nghĩ coi người ta có lên được con 4 vàng 3 sao nào không? Trùng bài sao lấy? Ấm ác chứ. Quỷ chứ. Ôi ôi. Đồng hồ cát của con rồng tôi đâu phải để trưng cho đẹp. Ý, setup 2. Setup 2. Bút đồ ra đổi qua Ezreal qua Serac xong rồi cho Ezreal cái kiếm kết kia ẩn chính ní luôn. Sẽ được 12 vàng chạy đến lấy 12 vàng luôn, 2 vàng free mà. Không tốn tiền mà, bao nhiêu bùa rồi? Một bùa không nhiều lắm, cái đam vẫn không. Thôi bỏ Sujin lên mana chậm lắm bạn ơi. Năm hỏi. Khi mày chơi lâu rồi, cảm ơn bên Dana kích mana nhá. Hai chiếc mana nhá. Úi dồi ôi, clear. Rồi sao? Chắc mình không có đồng hồ cát á. Tụi có đồng hồ cát này, chắc mình không có. Ủa tôi nhớ được 12 vàng mà sao có 11 vậy? À, cái này đi pháo ngon. Lên 10 hả? Có quái lên 10 à? Có quái lên 10 thêm Ari à? Búp xe đã yếu hơn chắc luôn. 25% sát thương vật lý nó vẫn hơn là có 10% sát thương chuẩn. Ui, không có xe rác mà. Cả team mình còn được tăng nhiều tốc đám lắm này, 33% rồi này. Ít đâu. Làm thêm cái bùa đỏ sẽ đáp lên mana cho nha. Nó chả bóng tối á. Tối. Nó xét thì không cần lắm á. Nó xét không có nào sống đủ lâu để nó sành xét. Đi mana cho nhanh đi. Thắng thì end, thua thì mua Ari. Thua thì kiếm con Ari vô, thắng thì end luôn. Ăn máu mà đâu có chết được. Phải mua bùa. Cao sau mua. Để xem chấp bùa có thắng được không nhá. Bài này nó mạnh đến đâu. Bùa được thắng được không? Ủa xe đá nó bắn luôn rồi đó. Ủa rồi thôi xong rồi đấy. Nhìn nó kinh dị quá đấy các bạn. Nhìn nó kinh dị quá đấy. Nhìn cái quả Varus vọng âm này nó kinh dị quá. Được của nó quá đấy các bạn.